Chuyện tranh liên hoàn họa, phong thần diễn nghĩa, tập 1, đắc kỷ tiến cung. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện ở kênh Chuyện tranh liên hoàn họa. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi và ủng hộ kênh nhé. Đời vua trụ ở Trung Hoa, vào tiết tháng 3 năm đó, một hôm thừa tướng Thương Dung Tâu, ngày mai là ngày vía bà nữ oa, xin bệ hạ đi dâng hương cầu phước. Vua trụ hỏi, bà oa là ai? Thương Dung Tâu, bà là em gái vua Phục Hy, là một vị thần linh, nơi nào thờ miếu bà thì dân chúng đều sống sung túc bình yên. Hôm sau, vua trụ truyền long giá ra đi, các quan theo phỏ tá rất đông đến miếu bà nữ oa vua trụ say mê với quang cảnh trong miếu vua trụ đang mải mê nhìn ngắm một cơn gió nhẹ thổi ngang làm tung bức màn che tượng bà vua trụ nhìn thấy tượng bà như người sống sắc nước hương trời không ai sánh kịp vua trụ say mê sai lấy bút mực viết lên vách một bài thơ tán tụng sắc đẹp bà nữ oa thừa tướng thương dung can ngăn khuyên vua nên chùi bài thơ đó đi nhưng vua trụ không nghe cứ để như thế rồi ra lệnh hồi cung bấy giờ bà nữ oa đi trầu trầu xong bà về miếu thấy bài thơ của vua trụ thì đùng đùng nổi giận bà nữ oa liền bay vào cung định giết chết vua trụ nhưng khi đến nơi thì có hai đạo hào quang xông lên cản lại hai đạo hào quang này phát ra từ con của vua trụ là ân hồng và ân giao sau này họ đều được phong thần nên có hào quang ngăn không cho bà nữ oa giết vua trụ ngay lúc đó bà nữ oa tính lại thì biết vua trụ còn 28 năm nữa mới tận số nên bay trở về tuy nhiên lòng căm tức không nguôi bà gọi thể vân đồng tử lấy ra một cái bầu vàng bà đem ra giữa sân mở nút đưa tay chỉ một cái thì có đạo hào quang bay ra hiện thành một cái phướn ngũ sắc tỏa ánh sáng khắp vùng phướn này gọi là phướn chiếu yêu trong giây phút xa mù bao phủ gió lộng ào ào các yêu đều hiện đến bà nữ oa ra lệnh cho thể vân đồng tử bảo các yêu trở về động hết chỉ để lại ba con yêu tại mà huỳnh đế và cho vào ra mắt bà nữ oa nói vua trụ sắp đến ngày mất nước ba chị em bay hãy giấu mình yêu quái trà trộn và cung điện làm cho trụ vương điều đứng giúp võ vương diệt trụ dễ dàng bà yêu vâng lệnh bay đi vua trụ từ khi dâng hương miếu bà nữ oa về mê bóng sắc phó tượng đến nỗi mất ăn mất ngủ bỏ cả việc triều đình Nịnh thần bí trọng thấy thế liền tâu, nếu bệ hạ cần sắc đẹp tuyệt mỹ, chỉ cần xuống lệnh cho bốn trấn chư hầu tuyển 400 mỹ nữ thì thiếu gì kẻ tuyệt sắc. Trụ vương hài lòng với ý kiến đó. Sáng hôm sau, vua trụ lâm triều nói cho các quan biết ý định kén mỹ nữ của mình. Thừa tướng thương dung liền căn ngăn. Vua trụ thấy vậy nên thôi. Qua năm thứ 8 vào tiết tháng 4, bốn chư hầu lớn đưa 400 chư hầu nhỏ về triều ca chầu vua theo thể thức hàng năm. Hai tên nịnh thần bí trọng và vưu hồn được vua trụ tin cẩn, nghe lời, nên ai cũng mang quà đút lót, duy có một mình tô hộ ký châu hầu tính tình cương trực không chịu du nịnh ai việc phải trái đều nói thẳng trước mặt không chịu đem lễ vật đút lót bí trọng vưu hồn hai gã nịnh thần tìm cách trả thù tô hộ bèn tâu với trụ vương chúng thần nghe đồn con gái ký châu hầu là nàng đắc kỷ quốc sắc thiên hương hoa nhường nguyệt thệ nếu bệ hạ chọn nàng chắc được toại nguyện vua trụ cho đòi tô hộ đến trẫm nghe khanh có một người con gái nét na dịu dàng tính tình thuần hậu trẫm muốn chọn vào cung để được gần trẫm nếu được vậy khanh sẽ là quốc thích ý khanh thế nào tô hộ mặt lạnh như tiền tâu, xin bệ hạ chớ nghe lời kẻ du mị mà nghĩ điều dục vọng. Và con tôi thơ dại, lễ phép chưa biết gì, đức hạnh và nhan sắc đều thiếu, bệ hạ nhọc lòng tưởng đến làm chi? Trụ vương nổi giận sai bắt trói tô hộ, nhưng vưu hồn và bí trọng can, thiên hạ sẽ nghĩ rằng bệ hạ trọng sắc khinh hiền. Xin bệ hạ tha tội cho tô hộ. Tô hộ sẽ cảm đức bệ hạ, đem ái nữ dâng vào cung. Vua trụ tha tội nhưng buộc tô hộ phải về nước ngay. Tô hộ về trạng kể cho các tướng nghe. Các tướng đồng tâu, hễ vua bất chính thì tôi không phục. Cứ trở về giữ lấy nước mình, an vui một cõi, Tô hộ sai lấy bút viết bốn câu thơ trên vách, tỏ ý mình không thần phục nhà thương nữa, rồi Tô hộ dẫn các tướng trở về nước. Biết Tô hộ làm thơ phản, Trụ Vương xuống chiếu lệnh sai tổng trấn Bắc Bá Hầu, là Sùng Hầu Hổ và tổng trấn Tây Bá Hầu là Cơ Xương cùng đem quân bắt Tô hộ, sau đó làm tiệc đãi hai tướng. Trong buổi tiệc, Cơ Xương nói, "Bắc Bá Hầu hãy xuất quân trước, tôi sẽ xuất quân sau." Tô hộ đến Ký Châu, con trai lớn là Tô Toàn Trung ra khỏi thành nghênh tiếp. Tô hộ nói, "Sớm tối chắc có binh chư hầu tuân lệnh hôn quân kéo đến đây, vậy các tướng lo chỉnh đốn binh mã chờ ngày đối phó." Ngay lúc đó, Sùng Hầu Hổ về nước lập tức điểm năm vạn quân, kéo đến ký châu bắt Tô Hộ. Đến nơi, Sùng Hầu Hổ cho quân hạ trại nghỉ ngơi. Tô Hộ được tin báo, liền cưỡi ngựa đến trước trại Sùng Hầu Hổ nghênh chiến. Mai Võ là tướng của Sùng Hầu Hổ định ra giao chiến với Tô Hộ, thì Tô Toàn Trung đã phóng ra nghênh tiếp. Hai bên đánh được 10 hiệp thì Mai Võ bị Tô Toàn Trung đâm ngay yết hầu té xuống ngựa chết tốt. Quân ký châu liền gióng trống xông lên, quân Sùng Hầu Hổ túng thế bỏ chạy. Tô Hộ thu quân mở tiệc khao, phó tướng Triệu Bình Thưa, Sùng Hầu Hổ vừa thua trận, binh tướng liền xiển, ta nên thừa cơ truy kích, đánh cho hắn không còn manh giáp. Tô hộ sai toàn trung lãnh ngàn binh đi mai phục cách Tây Môn 10 dặm. Tô hộ lãnh đạo trung quân, đang lúc hoàng hôn, cuốn cờ giấu trống, người ngậm thẻ, ngựa cất lạc, gión rén kéo đi. Nói về Sùng Hầu Hổ chạy một hồi lâu, không thấy Tô hộ đuổi theo thì cho quân hạ chạy nghỉ. Hầu Hổ buồn rầu, mở tiệc ăn uống giải khuây rồi vào trứng an nghỉ. Nửa đêm, Tô hộ đốt pháo lệnh, ba ngả binh xông vào một lượt, đánh giết quân Sùng Hầu Hổ tơi bời. Sùng Hầu Hổ vội vàng lên ngựa, vừa chạy ra khỏi trại đã gặp Tô Hộ, "Hầu Hổ, ngươi chạy đi đâu, mau xuống ngựa chịu chói cho rồi." Hầu Hổ thất kinh bỏ chạy. Nhờ có con là Sùng Ứng bưu ra sức bảo vệ, Hầu Hổ mới thoát chết. Tô Hộ đuổi theo người dặm mới thu quân. Cha con Hầu Hổ chạy mãi đến chiều mới dám dừng lại. Hầu Hổ than, "Ta cầm binh tự bấy nay chưa thua một trận nào như vậy, thật là nhục." Sùng Ứng bưu thưa, "Quân ta mới thua, uy thế đã nhục rồi." Chi bằng cứ tạm dồn binh nơi đây, cho người sang thôi thúc Tây Bá Hầu xem người có ý định thế nào rồi sẽ tính cha con đang đàm luận, bỗng nghe la ó, Tô Toàn Trung đã phục kích sẵn ở đây xua quân tấn công, Nguyên Tế lướt ngựa tiếp chiến. Hai tướng đánh nhau chừng vài hiệp, Tôn Tử võ dục ngựa ra múa đao đánh giúp Huỳnh Nguyên Tế, quyết hạ được Toàn Dung. Đánh chừng 20 hiệp, Toàn Trung hét một tiếng, đâm Tôn Tử võ nhào xuống ngựa. Huỳnh Nguyên Tế cả giận đâm chém rất dữ, nhưng Tô Toàn Trung không thèm đánh trả, mà quay sang tấn công sùng hầu hổ. Sùng ứng bưu vội lướt tới đỡ, Nguyên Tế cũng xông đến tham chiến. Lúc này một mình Toàn Trung đánh với ba tướng, nhưng càng đánh càng hăng, múa kích như mưa bay. Đánh được một lúc, hầu hổ bị chém toẹt đứt nửa áo giáp hầu hổ mất vía quất ngựa chạy dài ứng bưu lúng túng bị toàn trung đâm nhằm cánh tay may nhờ có nguyên tế mới chạy khỏi tô toàn trung đắc thắng rượt đám tàn quân của sùng hầu hổ chém giết một hồi thấy trời còn khuya họ tô chẳng dám đuổi theo vội thâu binh về cha con sùng hầu hổ chạy miết đến sáng mới ngừng lại hầu hổ lúng túng chưa biết tính kế gì thì từ đàng xa có một đoàn quân kéo đến hầu hổ thất kinh vội lên ngựa chạy nhưng may thay đạo quân này cầm đầu là tướng sùng hắc hồ em ruột sùng hầu hổ nghe anh thất cơ nên đem binh đến giúp rồi sùng hắc hổ và sùng hầu hổ cùng kéo binh trở lại ký châu hạ chạy bên ngoài được tin tô toàn trung kéo ba ngàn quân ra trận kêu lớn chúng bay vào gọi sùng hắc hổ ra đây cho mau hắc hổ nghĩ thầm mình kéo quân đến đây không phải so tài cao thấp mà để gỡ dối việc này nếu có toàn trung ra trận ta dùng lời phải trái gọi tô hộ ra phân giải cởi mở hận thù giữa anh ta với tô hộ rất tiện hắc hổ nghĩ rồi lên ngựa ra trước trại thấy toàn trung đang múa kích mặt giận hầm hầm thì nói lớn toàn trung cháu trở về mời phụ thân của cháu ra đây cho chú nói chuyện đã Toàn Trung hét lên, Hắc Hổ, ngươi với ta là thủ địch, còn nói chuyện tình nghĩa làm gì? Hãy lui quân về Tào Châu thì giữ được tính mạng, bằng ở đây giao tranh ắt mất đầu. Hắc Hổ nổi giận, thằng xúc sinh, vô lễ. Bỗng nhiên Hắc Hổ quay ngựa bỏ chạy. Toàn Trung cả mừng rượt theo. Hắc Hổ đợi Toàn Trung đến gần thì lấy trong người ra một cái hồ lô và mở nút. Từ trong hồ lô bay ra làn khói trắng. Trong làn khói trắng ấy hiện ra một con chim ó mỏ sắt bay đến mổ vào mắt Toàn Trung. Toàn Trung thất kinh cầm kích xoay tròn, không cho. Chim ó mổ mắt mình, chim ó không xông vào được liền mổ mắt ngựa, con ngựa đau quá nhảy bổng lên, ném toàn trung xuống đất. Hắc hổ nhảy xuống ngựa, đè toàn trung, hối quân trói lại, dẫn về trại giam. Tô hộ được quân báo tin toàn trung đã bị bắt thì vô cùng bối rối, bèn cấm các tướng ra trận chỉ truyền kiên thủ thành trì chờ lệnh. Cuối cùng, Tô hộ nghĩ, chỉ còn một cách là giết chết vợ con, rồi tự tử cho xong, tướng sĩ khỏi phải thắc oan. Nói rồi sách kiếm đi thẳng vào phòng Đắc Kỷ, nhưng nét mặt vô tư và kiều diễm của Đắc Kỷ, Tô hộ không đành lòng xuống gươm. Hai hàng nước mắt Tô hộ rưng rưng chảy. Đắc Kỷ hỏi, mấy hôm nay con có nghe triều đình đem binh đến vấn tội nhưng chẳng rõ việc gì tô hộ kể lại việc trụ vương đòi đắc kỷ tiến cung mới sinh ra trận chiến đắc kỷ thưa xin cha cứ tiến dâng con vào triều cũng được thân con đâu kể gì miễn phụ thân khỏi tội nước nhà bình yên hôm sau trịnh luân là quan trông nom lương thực của tô hộ đi giải lương thực về nghe tô hộ thuật lại sự việc trịnh luân nói tôi từ lâu nay đã được chúa công hậu đãi ơn ấy chưa đền nay nguyện bắt hắc hổ nói rồi nhảy lên lưng con thú mắt đỏ tròng vàng đốt ba tiếng pháo khai thành dẫn ba ngàn quân ra trước chạy địch gọi lớn sùng hắc hổ hãy ra cho ta bảo đây. Hắc hổ liền thúc ngựa ra giao chiến. Đánh nhau độ 20 hiệp, Trịnh Luân thấy sau lưng Hắc hổ có cái hồ lô, thầm nghĩ, ta phải ra tay trước mới thắng được. Bỗng nhiên trong lỗ mũi Trịnh Luân có tiếng chuông reo, rồi hai luồng hào quang bay ra. Hắc hổ tối tăm mặt mày té xuống ngựa. Trịnh Luân truyền quân sĩ trói lại, đem vào thành. Quân đã dẫn Hắc hổ đến, Tô hộ vội bước xuống mở trói cho Hắc hổ và nói, tôi cam thọ tội với thiên tử, không lấy gì đền được. Trịnh Luân không biết nên xúc phạm ngoài trời, xin hiền đệ rộng dung, Hắc hổ sụp lại nói, chúng ta là anh em kết nghĩa, đệ đem binh đến cốt để giải hòa hai bên. Vì cháu nhỏ tuổi, không nghe lời phải trái, đệ phải bắt về cầm tạm để tiện bề đàm đạo với hiền huynh. Ngày hôm sau, có sứ thần của Tây Bá Hầu Cơ Sương là Tán Nghi Xanh, đến trao cho Tô Hộ một bức thư. Lời lẽ bức thư phân tích điều lợi hại trong việc dân đắc kỷ cho vua, tránh nạn binh đao, cứu dân khỏi tai họa và gia đình được nhiều bổng lộc. Ngày hôm sau Tô Hộ viết thư cho Tây Bá Hầu, đồng ý dâng đắc kỷ để tránh nạn binh đao. Tán Nghi Xanh đi rồi, Hắc Hổ nói, tôi xin trở về thả toàn trung gia, bàn với ca ca tôi giải binh đồng thời làm sớ dâng triều, để hiền huynh tiện bề dâng con trục tội. Nói rồi truyền quân thả Tô Toàn Trung. Toàn Trung thấy Hắc Hổ tỏ tình như vậy thì rất mến phục, cúi đầu tạ ơn, chú sinh cháu một lần, cháu coi ơn ấy như trời biển. Toàn Trung đi rồi, Hắc Hổ kéo quân trở về. Hầu Hổ lưỡng lự một chút nhắm bề không xong, cũng giải binh. Hôm sau, Tô hộ chọn 3000 quân kỵ mã, 500 gia thần, sắm sửa xe loan, bảo Đắc Kỷ điểm trang lên kiệu ra đi. Đắc Kỷ nghe vậy nước mắt như mưa, lạy mẹ và anh để từ giã, bịn dịn hơn nửa ngày chưa ra khỏi cửa, thế nữ hai bên khuyên rỗ, phu nhân mới chịu rời, bước vào phòng để cho Đắc Kỷ ra đi. Đoàn người ngựa nhằm hướng Triều Ca thẳng tới. Một đêm nọ, đoàn đến trạm Âm Châu. Dịch Thừa được tin, liền đón tiếp vào trạm nghỉ ngơi. Dịch Thừa bảo, trạm này hơn 3 năm nay có yêu tinh quấy phá, không ai dám nghỉ đêm ở đây. Tô Hộ nói, Đắc Kỷ là người quý của vua, yêu tinh nào dám phá, cứ dọn chỗ cho quý nhân nghỉ. Đắc Kỷ ngủ trong phòng có 50 thế nữ theo hầu, quân tướng canh gác bên ngoài rất nghiêm ngặt. Còn Tô Hộ để sẵn roi đuôi beo, ngồi đọc sách trước nhà, đến canh ba chợt có tiếng la của bọn thế nữ yêu quái yêu quái tô hộ vội cầm đèn dọi chạy vào thì một ngọn gió thổi tắt hết đèn